played a whole game? No, wait, what? I played my whole game, and you didn't play like a partial part. Yeah, to add a user? Oh, wait, so. Thưa quý vị, trước khi sự việc xảy ra ở đây, ở Tây Ban Nha, góc chìm Lê Phú Dũng không hề biết Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh là ai. Do đó, góc nhìn Lê Phú Dũng không hề có sự thiên vị, không hề có sự thành kiến, không hề có sự yêu và ghét hai con người này. Do đó, những lời góc nhìn Lê Phú Dũng nói ra đây là những lời nói công tâm và đúng sự thật. Thứ nhất, ở Mỹ và châu Âu, luật pháp luôn luôn đứng về phái yếu, tức là phái nữ đó, các bạn. Và những bé gái vị thành niên từ 17 tuổi trở xuống sẽ được luật pháp chở che và binh vực ở mức tối đa nhất. Thứ hai, không hề có chuyện gài bẫy lừa gạt gì ở đây cả, như một số người thông tin xuyên tạc bóp méo sai sự thật. Nếu bạn là người có lương tâm, bạn không nên bao che, bao biện cho tội ác. Tội ác cần phải được trừng trị để răn đe những kẻ khác đang và sẽ có ý định thực hiện tội ác. Thứ ba, tội hấp diêm tập thể bé gái vị thành niên từ 17 tuổi trở xuống ở châu Âu là một tội ác cực kỳ nghiêm trọng và sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng và nghiêm khắc nhất. Thứ tư, ngoài sự bị trừng trị với sức nghiêm khắc của luật pháp ở châu Âu, khi vào trong tù thì những kẻ hấp diêm tập thể bé gái sẽ bị dưỡng đại ca, dưỡng đại bàng hung tợn dữ dằn hành hạ không thương tiếc và bị bóp nát dụng cụ gây án để cho những kẻ biến thái, bệnh hoạn này sau khi ra tù vĩnh viễn không còn khả năng để gây án được nữa. Thứ năm, các đấng nam di đại trưởng phu cần phải luôn luôn rèn luyện tư cách đạo đức, tu dưỡng lối sống lành mạnh, chuẩn mực để tránh lâm vào cái kết cục bi thảm như của hai kẻ biến thái bệnh hoạn này. Thưa quý vị, hai chàng nghệ sĩ lừng danh của Việt Nam vì vài chục phút đam mê bướm tay mà mất tất cả, tiêu tùng cả sự nghiệp lẫy lừng, đã gây dựng biết bao nhiêu năm trời, nay vì ít phút thỏa mãn dục vọng thấp hèn, vì một con bướm tây ở một phương trời xa lạ mà phải vướng vào vòng lao lý đọa đày, mất hết tất cả danh dự, dân phẩm, tư cách của một con người. Vậy mà không hiểu vì sao lại có những con người lại phụ họa, lại binh vực, lại bao biện bao che cho những thứ tội ác ghê tởm này. Không biết những kẻ đó có còn là con người hay không nữa. Thưa quý vị, nếu chúng ta sống có đạo đức, sống chân chính, sống có trách nhiệm, thì chúng ta sẽ không bao giờ vướng vào những rắc rối kiểu như thế này. Thưa quý vị, nếu chúng ta biết tu tâm dưỡng tính, sống nhân đức, hiền lành, chân thật, cho dù chúng ta có đi đến góc bể chân trời nào, cho dù
biết bao nhiêu cám dỗ trên đường đời. Chúng ta vẫn không thể hề bị khuất phục bởi những dục vọng đê hèn ti tiện. Thưa quý vị, góc nhìn Lê Phú Dũng đã từng đi rất nhiều nơi, có lần đến miền Nam Cali vào uống cà phê ở những quán cà phê người Việt nơi đây. Có những cô gái Việt và những cô gái Tây rất trẻ, rất xinh đẹp, trần truồng rót cà phê, trà đá, đứng sát bên. Những cô gái này phơi bày lộ lộ, công khai giữa ban ngày. Nào là đôi gò bụng đảo xương còn ngập, một lạch đào nguyên suối chữa thấm, một bãi cỏ xanh rì ương ước mùi con gái. Những lúc như thế, góc nhìn Lê Phú Dũng cũng đều tâm niệm trong đầu rằng đừng để bị cám dỗ bởi bướm Tây, bướm ta. Bởi vì bướm nào cũng dư bướm nào, cũng đầy hết sức nguy hiểm. Bướm nào cũng có một cái lỗ đen sâu hun hút, sẵn sàng nuốt chửng cuộc đời và sự nghiệp của bạn vào trong vũng lầy bóng đêm u tối, không có lối thoát. Nếu như bạn vướng vào đam mê của cái lỗ đen sâu hun hút đó, do đó khi chúng ta sống có đạo đức đàng hoàng chân chính, cho dù chúng ta có đi đến tận góc bể chân trời nào, thì chúng ta vẫn luôn luôn an nhiên tự tại, không bao giờ bị vướng vào những rắc rối gây ra bởi bướm Tây, bướm ta bao giờ. Cảm ơn quý vị đã nghe và xem video này. Rất mong sự đóng góp ý kiến và bình luận của quý vị dựa trên tinh thần văn minh, lịch sự chính xác và chuẩn mực đạo đức. Hãy like và chia sẻ video này đến đông đảo mọi người nếu như quý vị thấy đây là một video nói lên chân lý và sự thật và bổ ích cho cộng đồng. Chúc quý vị luôn luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Quý vị nhé.